xin chào các em học sinh lớp 6. Trong bài học hôm nay, các em tiếp tục học chủ đề C, bài 3, giới thiệu máy tìm kiếm. Mục tiêu của bài học: nêu được công dụng của máy tìm kiếm, xác định được từ khóa tìm kiếm ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước. Các em cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ, tìm kiếm thông tin trên Internet. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều các thông tin mà các em muốn tìm kiếm. Vậy thì em thực hiện tìm kiếm thông tin bằng cách nào? À, có bạn thì hỏi bạn bè, có bạn lên Google, có bạn dùng YouTube, có bạn đọc sách để tìm kiếm thông tin, có bạn thì đọc báo để tìm kiếm thông tin, vân vân. Như vậy là các em thấy có rất nhiều cách để tìm kiếm thông tin. Vậy thì tìm kiếm thông tin trên Internet theo em có những đặc điểm nào? Các em cùng suy nghĩ. À, tìm kiếm thông tin trên Internet có rất nhiều các đặc điểm. Cô ví dụ như là nguồn thông tin thì rất là phong phú và đa dạng. Tìm kiếm thì nhanh hơn so với cách tìm kiếm khác. Vân vân. Vậy thì có cách nào để tìm kiếm thông tin trên Internet? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, máy tìm kiếm. Cô giới thiệu với các em một số máy tìm kiếm phổ biến và địa chỉ website tương ứng. Các em quan sát trên màn hình. Vậy thì thuật ngữ máy tìm kiếm có phải là một máy móc hữu hình hay không? À, không. Vậy thì em hiểu thế nào là máy tìm kiếm? À, máy tìm kiếm là một hệ thống phần mềm cho phép người dùng Internet tìm kiếm thông tin trên www. Như vậy, thuật ngữ máy tìm kiếm không nói về một máy móc hữu hình, mà chỉ một hệ thống phần mềm giúp ta tìm kiếm thông tin trên mạng. Các em cùng tìm hiểu một số máy tìm kiếm. Cô ví dụ như máy tìm kiếm Google. Và đây là ô nhập từ khóa tìm kiếm. Tiếp theo, máy tìm kiếm Yahoo. Máy tìm kiếm Cốc Cốc. Thì Cốc Cốc là một cái công cụ tìm kiếm được ưa chuộng. Cốc Cốc được phát triển dựa trên khả năng tìm kiếm thông tin viết bằng tiếng Việt. Vậy thì cách tìm kiếm thông tin trên Internet được thực hiện như thế nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, tìm thông tin bằng máy tìm kiếm. Vậy thì em hãy kể tên thông tin mà em từng tìm kiếm trên Google. À, có một số bạn thì tìm kiếm bài hát, ngắm nhạc, một bộ phim, một hình ảnh, vân vân. Vậy thì em gõ nội dung tìm kiếm như thế nào trên Google? À, khi đó các em phải gõ từ khóa. Vậy thì từ khóa là gì?
Nào các em cùng suy nghĩ xem từ khóa là gì? Từ khóa là một từ hay một cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm do người sử dụng cung cấp. Như vậy là từ khóa có thể là một từ hoặc là một cụm từ và nó liên quan đến nội dung cần tìm do người sử dụng cung cấp. Vậy thì quy trình tìm kiếm thông tin trên Internet được thực hiện như thế nào? Các em quan sát trên màn hình. Bước 1, mở trình duyệt. Thì các em có thể mở một trong các trình duyệt, ví dụ như là Google Chrome, hoặc là CocCoc, hoặc là Firefox, vân vân. Bước 2, nhập địa chỉ máy tìm kiếm. Bước 3, nhập từ khóa tìm kiếm. Bước 4, lựa chọn kết quả tìm kiếm. Như vậy là có 4 bước để tìm kiếm thông tin trên Internet. Để hiểu rõ hơn về tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm, các em quan sát ví dụ sau. Tìm kiếm từ khóa đặc điểm trình duyệt CocCoc trên Google. Thì bước 1, các em sẽ mở trình duyệt web, có ví dụ như là Google Chrome. Bước 2 là các em sẽ nhập địa chỉ máy tìm kiếm. Địa chỉ máy tìm kiếm ở đây đó là https://google.com. Và bước 3 là các em sẽ nhập từ khóa tìm kiếm. Từ khóa tìm kiếm ở đây là đặc điểm trình duyệt CocCoc. Và bước 4 là các em lựa chọn kết quả tìm kiếm. Và trong quá trình tìm kiếm, nếu các em thấy trang này nó không phải là kết quả mong muốn thì các em có thể thay đổi từ khóa để có kết quả phù hợp hơn. Và có một chú ý là nhiều máy tìm kiếm cho phép các em tìm kiếm bằng hình ảnh hoặc là tiếng nói. Và máy tìm kiếm thì không phân biệt chữ hoa, chữ thường trong từ khóa. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em trả lời cho cô câu hỏi sau. Sử dụng máy tìm kiếm giúp em thực hiện hiệu quả những công việc nào sau đây so với việc không sử dụng máy tìm kiếm? Hãy giải thích sự lựa chọn của mình. 1. Tìm thông tin về vé máy bay giá rẻ. 2. Tìm thông tin tuyển sinh vào lớp 6 của một trường trung học cơ sở gần nơi em ở. 3. Ôn tập môn toán lớp 6. 4. Tìm tuyến xe buýt để đi từ nhà em đến trường. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý như sau. Đối với lựa chọn 1, tìm thông tin về vé máy bay giá rẻ, thì khi các em tra cứu nó sẽ hiển thị ra nhiều thông tin của những hãng máy bay khác nhau. Và em chỉ cần click chuột vào trang web đó để tham khảo giá vé và chọn cho mình giá vé ưng ý mà không cần phải gọi điện đến từng hãng để tham khảo. Còn đối với lựa chọn 4, tìm tuyến xe buýt để đi từ nhà em đến trường, thì khi các em tra cứu nó sẽ hiện lên lộ trình của xe buýt và các địa điểm mà xe buýt sẽ đến. Và em sẽ dễ dàng tìm được chuyến xe từ nhà em đến trường. Ngoài ra, em có thể lựa chọn mục 2, mục 3. Nhưng mà em phải giải thích được sự lựa chọn của mình. Thì ở phần này các em không cần ghi vào quyển vở. Và đây là nội dung chính của bài học hôm nay. Bài 3 giới thiệu máy tìm kiếm.
thì các em ghi nội dung chính này vào quyển vở để các em nhớ và hiểu bài hơn. Về phần dặn dò, 1. Hiểu nội dung bài. 2. Ghi nội dung chính bài học vào vở. 3. Trả lời câu hỏi sau. Website nào sau đây có chức năng chính là tìm kiếm thông tin? Thì ở phần 3 này các em không cần ghi vào vở. 4. Ngày 29 tháng 11 các em sẽ làm bài tập trắc nghiệm trên đường link và cô sẽ gửi lên hệ thống lớp học .hcm.edu. Các em làm bài tập và cô sẽ lấy vào điểm kiểm tra thường xuyên.